Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu mọi người một nhân vật trong Rambo. Và mình sẽ tô màu cho nhân vật đó, và đó là quả bóng bay Alan Kene hay cái gì đấy, mình không rõ đâu. Thôi nói chung là nhân vật này nha. Ok, màu của nó sẽ có nhiều loại và tùy hoàn cảnh, nhưng mà chắc là thiên về màu của xanh dương hơn cho đẹp, cho sáng. Ok, mình bắt đầu luôn nha. Ê, tính ra là cái quả bóng bay này nó từ màu mắt các thứ để giống nhau ấy. Nó có mỗi một màu xanh thôi mà. Cho màu mắt đỏ đi, đang giận. Ui. Thế ngóc nó cứ lỏng 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 lỏng. Mọi người hãy tô full màu xanh nha. Thôi tô chậm chậm rồi. Mọi người cố gắng tô thật chậm nha mọi người. Đào. Đó, hãy theo tôi nè. Cái mắt thì sẽ có màu đỏ. Thôi luôn. Phải cái răng lên lên. Đi màu nha. Đây là màu xanh blue. Nếu mà nhà cái cà phê kêu đi nè. Yêu phê đi quá chừng. Mình không có màu cà phê đi. Mình phải có màu này nha. Đấy, tôi đem mình nha. Sang nhiều màu tí. Những bức tranh như này chỉ dành cho những người lười tô cho mọi người. Biết bức tranh nào dành cho người lười tô không? Xem tranh của Gunzo ấy. Ghế Sukuna. Giáo với tôi cái gì luôn mà. Ê xời ơi, xời ơi. Đi còn lại tôi một nghỉ được. Giờ em đọc cái comment trong cái bài viết TikTok mà chúng nó đăng lên về cái Gozo chưa chết đi, thì chúng nó bảo là thôi mấy chế ơi, đừng có lạc quan như vậy nữa, đi buồn quá, còn nếu biết còn sống được không ạ. Sắp rồi sinh ơi. Đâu, không hồi sinh nữa. Dạ, chết hẳn. Chết hẳn nhưng mà có cái gì hồi sinh quyền. Thế nó bảo hôm qua là bắt đầu là ra tập mới là đoán được xem là sống hay chết rồi. Ê, ý là nó chết nhưng mà phim được đấy mà chết rồi. Thằng Gozo chắc cả phim bỏ đầy đứa bỏ phim luôn thế. Đấy, tại vì là Sukuna nó ăn được cả thằng Gozo mạnh nhất ở thời hiện tại, xong rồi ăn được cả chú tật sư Sukuna lại bị ấy con... lại bị thằng kia điều khiển lại để khống chế lại biết được nhân vật chính khống chế lại được con nào Gozo với ai. Đấy, thằng nhân vật chính, thằng Ita. Itadori gì á? Thằng ấy mà khỏe. Biết đâu được ấy. Đâu. Chết cô dâu lại bút cho thằng ấy kể lên. Không, đã có tập nào mà thằng đấy đánh được Suna đâu. Đang chuẩn bị đánh luôn mà. Itadori gì á? Nó chỉ kiểm soát được Sukuna trong chứ nó chưa đánh nhau với Suna. Nó chuẩn bị đánh thôi, nó có tập chuyện rồi, nó chuẩn bị đánh thôi. Đang chuẩn bị đánh kỳ hết tập, hết cái chuyện đấy.
em không, thì đang bảo nó lại được nhân phá tác giả bút cho mạnh hơn. Thì con mẹ cháu đi mất luôn, muốn nghe xong mẹ đéo muốn xem phim luôn, không muốn xem chuyện, không muốn, không muốn đọc chuyện, không muốn bất cứ gì đáng gì đấy, đau buồn quá luôn. Cái phim Attack on Titan như thằng Levi đến phần 4 ấy, nó gần chết rồi cơ, xong rồi may nó không chết hẳn, mà tác giả chỉ cho nó liệt người, không chiến đấu được. Hãy tô nhanh lên, mình đang chuẩn bị check xem là có đơn hàng gì chưa thế. Gặp hết lên công ty à? Vẫn tôi mà ấy. Tông tại cái thằng giao hàng nó cũng ở ngay, à nó giao xong nó cũng ở ngay ACB lấy cũng làm được. Xong bảo nó người bảo vệ người. Với cả kho cũng gần đây mà, kho ở hàng gần đây mà. Trong Hạ Đình với lại ở ngay Lương Thế Vinh, tôi đi qua suốt nhưng mà chẳng lấy mạng được, nhưng mà không thanh toán trước được. Tại sao? Không phải là không có, à không có Shopee Pay. Sao? Chỉ có người ta này. Ok, và hiện tại mình đang phải nhây nhau. Đấy là cái gì? Mình đéo hoa, cứ bắn rồi. Anh nên ăn con này đi, ăn con xinh xanh này này. Con đấy là con gì? Tưởng con đấy là xinh mặt. Không. Không tốt rồi. Đấy con này là vừa có chiêu vừa bắn súng à? Con này. Mọi người ơi, và đây là bức tranh thứ 67 nha mọi người. Mẹ nó mũi nhờ. Nhìn sắp bắn này ok. 67 này mình coi đến hơi nữa là khoảng 69. Tôi lười thế. Fuck, tôi ý thôi. Và mình okay. Sẽ cho mọi người xem nha. Ok, xin chào tất cả mọi người. Mình đã hoàn thành bức tranh của Helen nha. Gọi thế thôi. Tên dài quá, chưa đọc. You must marry him, take the money, dress up yourself, marry me in 7 days.